Món ngon gia đình xin chào các bạn. Trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn về cách làm bánh khoai lang nhân đậu xanh. Một món bánh rất là thú vị và thơm ngon. Nguyên liệu để làm bánh khoai lang của mình gồm có 200g bột nếp, khoảng 200g khoai lang nha các bạn. Ở đây mình chuẩn bị 2 củ khoai như này, 50g đậu xanh. Các bạn có thể thay thế đậu xanh bằng đậu đỏ cũng được. Đậu đỏ cũng rất là ngon. Thì để mình làm cái phần nhân bánh, 30g đường, 50g vừng trắng và men nở thì ở đây mình sẽ chỉ dùng 5g thôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ đem nấu chín phần đậu xanh. Đậu thì mình sẽ cho vào trong một cái xoong, sau đó sẽ cho vào đây một chút nước nha các bạn. Và mình sẽ nấu cho tới khi đậu của mình nó chín nhừ. Khoai này các bạn cũng sẽ gọt vỏ để mình hấp chín khoai nhé. Các bạn cắt nhỏ miếng khoai ra mình hấp cho nó nhanh chín. Các bạn có thể cho khoai vào mình luộc cũng được. Mình cho vào trong cái giá hấp để hấp cho khoai nó nhanh chín nhé. Phần nhân đậu xanh sau khi đã nấu chín thì các bạn sẽ nghiền nhuyễn đậu ra nhé. Mình sẽ nghiền đậu ra để một lát nữa thì mình sẽ viên lại để mình làm cái nhân của bánh khoai lang. Các bạn sẽ cho đường vào đây. Các bạn viên khoai lại thành những viên tròn như này. Lát nữa mình cho vào bên trong bánh. Khoai sau khi hấp chín các bạn cũng sẽ nghiền mịn, nghiền nhuyễn khoai ra nhé. Bạn dùng một cái thìa mình biết như này là khoai của nó, khoai nó cũng sẽ nhuyễn ra. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần men nở của mình vào chung với bột nha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ cho phần bột nếp vào trong khoai để mình trộn cùng với khoai. Nếu như mà bột của mình nó hơi khô thì các bạn có thể cho thêm nước vào để mình nhào nhé. Sau khi nhào khoai với bột thì một khối dẻo như này rồi thì bây giờ mình sẽ đi nặn bánh nhé. Các bạn cứ lần lượt lấy từng chút bột một và sau đó thì các bạn sẽ vo viên lại để ấn vẹt ra, sau đó các bạn sẽ cho nhân đậu vào đây.
và mình mặn thành những cái bánh. Các bạn tính một lại. Sau khi đã vo kín và tròn cái viên bột thì các bạn sẽ lăn cái bánh của mình qua vừng nhé. Các bạn sẽ lăn qua lớp vừng. Như này, và một lát nữa mình chỉ việc đem đi chiên nữa là được đấy. Các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho tới khi hết phần bột nhé. Mình sẽ ấn dẹp mỏng ra. Sau đó sẽ cho nhân vào đây. Rồi các bạn lăn qua vừng nha. Vậy là mình đã nặn xong bánh rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị chảo dầu để chiên bánh nhé các bạn. Các bạn cho dầu vào chảo, mình đợi cho dầu nóng lên sau đó thì sẽ cho bánh vào chiên nhé. Lửa thì các bạn sẽ hạ nhỏ lửa xuống nhé. Mình sẽ chiên cho tới khi bánh của mình nó vàng đều là được. Và đây là thành quả của mình sau khi mình đã chiên vàng những chiếc bánh khoai lang. Những chiếc bánh khoai lang của mình thơm phức, kết hợp cùng với vị béo ngậy bùi của vừng và vị ngọt ngào của nhân đậu xanh. Chắc chắn món bánh này sẽ làm bạn cực kỳ hài lòng đấy. Các bạn hãy vào bếp thử làm và thưởng thức món bánh khoai lang nhân đậu xanh này nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.